Chương 83 đa tạ. Toàn bộ đấu trường sôi trào dậy sóng, tiếng gào thét inh ỏi. Sân đấu võ trung ương lúc này bị Nhiếp Ly một bàn tay chụp đầu. Thẩm Phi lúc này hơi chút thanh tỉnh, dãy dụa bỏ lên. Thẩm Phi lộ khí xung thiên, hắn vừa mới khai chiến liền không khiệu hoán yêu linh, là vì muốn theo kế hoạch của Thẩm Minh trưởng lão, muốn 20 chiều chiến thắng Nhiếp Ly. Nào biết Nhiếp Ly cự nhiên vô sỉ, đột nhiên triệu hoán yêu linh. Thẩm Phi hơi tức cười, vì hắn nghe lời Thẩm Minh trưởng lão mà chịu thiệt ngay chiều đầu tiên. Đây là ngươi tự tìm chết, ta giết ngươi. Thẩm Phi giống lên một tiếng, linh hồn hải càng không ngừng chấn động. Một cỗ yêu linh khí tức nhập vào thể xuất hiện. Thẩm Phi dung hợp là xích viêm hắc hổ yêu linh, một loại yêu linh cường đại. Xích viêm hắc hổ, một loại mãnh thú đáng sợ. Yêu linh này là do gia chủ thần tính thiết gia tự mình liệp sát, là một yêu thú cấp độ hắc kim một sao, thập phần cường hãn, đủ để cho thực lực Thẩm Phi bạo trướng. Thẩm đại thiếu rốt cuộc đã sử dụng yêu linh. Khán đài bên trên võ trường sôi trào, khí tức này rất kinh người, là một con xích viêm hắc hổ. Xích viêm hắc hổ đánh hổ nha gấu trúc, kết quả rất dễ dàng thấy được. Cơ hồ tất cả mọi người cảm giác hổ nha gấu trúc khẳng định sẽ bị một chiêu xử lý. Trên người Thẩm Phi khí tức càng ngày càng sôi sục mãnh liệt, khí tức xích viêm hắc hổ chi cường làm cho mọi người chấn kinh. Đám người Nhiếp Ân, Nhiếp Hải đều đứng ngồi không yên, lấy yêu linh hổ nha gấu trúc của Nhiếp Ly căn bản không có khả năng đối kháng đối với xích viêm hắc hổ. Trận chiến này thực lực rất chênh lệch xa, làm sao đây, chúng ta nói Nhiếp Ly tiểu nhận thua đi. Chung quanh những người đặt cược cho Thẩm Phi thắng không ngừng thét to, vì Thẩm Phi cố gắng trợ uy. Bọn họ nhìn ra trận chiến này Thẩm Phi tất nhiên tất thắng. Thế nhưng lập tức thanh âm bỗng ngưng bặt, tại thời điểm Thẩm Phi dẫn động linh hồn hải trong cơ thể, thời điểm mấu chốt sắp triệu hồi ra yêu linh. Nhiếp Ly đi tới phía trước vài bước, một bàn tay hướng lên cái ót Thẩm Phi vỗ xuống. Oanh! Đang muốn dung hợp yêu linh, Thẩm Phi lại một lần nữa nguyên một bàn tay vỗ vào ót làm ngã trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố to. Quá trình dung hợp của Thẩm Phi ngưng bặt, cuồng bạo khí tức nhất thời yên tĩnh. Lúc này gương mặt Thẩm Phi nhất định là thảm không thể nào hơn. Nguyên gương mặt anh tuấn bị đập bẹp dán sát vào mặt đất. Tội đồ Nhiếp Ly đang trong gương mặt hiền lành của hổ nha gấu trúc thản nhiên phủi phủi tay như không có chuyện gì xảy ra. Trợn mắt há mồm, toàn trường rung động. Đám người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân, Dương Hân đều choáng váng. Không còn gì để nói a, quá vô sỉ. Nhiếp Hải, Nhiếp Ân đám người mặt già lua nóng lên, cơ hồ một loại cảm xúc chỉ muốn che mặt bỏ chạy. Con hàng này thực là thiên ngân thế gia sao? Này là huyết thống của thiên ngân thế gia, đào đâu ra được một hậu bối vô sỉ như vậy? Vài người đặt cược cho Nhiếp Ly thắng, mặt đều đỏ. Tuy rằng Nhiếp Ly chiếm ưu thế, nhưng như vậy tựa có điểm không ổn. Thiên tài chiến nhiều năm chưa từng gặp qua quyết đấu nào như vậy. Dĩ vãng thiên tài chiến luận bàn vũ khí đều chú ý tinh thần võ đạo, thường thường đều là đồng thời triệu hoán yêu linh. Song phương đánh nhau chỉ cần cực hạn ở điểm luận bàn chiến kỹ, chưa từng xuất hiện trường hợp nào sống Nhiếp Ly bất ngờ không kịp phòng ngự trực tiếp triệu hoán yêu linh. Lúc người khác triệu hoán yêu linh đột ngột đánh lén hạ gục đối phương, thần thánh thế gia bên kia muốn nhảy dựng lên. Thiên ngân thế gia, gia tộc các ngươi tộc nhân đều dạ dày như da bò, không biết xấu hổ. So đấu mà như vậy thắng, không có tinh thần thượng võ. Người thần thánh thế gia chỉ tay vào người thiên ngân thế gia bên này chửi ầm lên. Đám người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân tuy rằng cũng hiểu được hành động của Nhiếp Ly thực vô sỉ, nhưng đối với mặt với người của thần thánh thế gia, bọn nhiên đương nhiên không chịu thiệt. Chúng ta bên này lại không có trái với quy tắc của thiên tài chiến, không tới phiên các ngươi ở nơi này chỉ trích. Cả bọn đầu heo lì lợm cãi lại. Thiên ngân thế gia ta làm việc các người phải giáo huấn sao? Là thẩm đại thiếu gia của thẩm thánh thế gia các người rất ngu xuẩn, dứt khoát chính là đầu heo. Là yêu linh sư không dung hợp yêu linh chiến đấu, thời điểm triệu hoán yêu linh lại đem cái ót đưa cho địch nhân thấy, trách được ai? Chỉ thấy lúc này Dương Hân nhìn về phía Thẩm Minh thản nhiên nói: Thẩm Minh chấp sự, thần thánh thế gia sẽ không lật lọng chứ? Tuy rằng Nhiếp Ly xác thực có điểm vô sỉ, nhưng làng vẫn đứng ở một bên Nhiếp Ly. Nhìn tình huống trên sân, Dương Hân tươi cười quyến rũ. Nhiếp Ly tiểu gia hỏa này thực là làm cho người ta khó có thể đoán. Thoạt nhìn bộ dáng hồn nhiên lương thiện, bên trong lại gian trá xảo hoạt như vậy,
rõ ràng là sử dụng bộ dáng sắc mị dụ hoặc hắn, hắn lại dứt quyết không kiên định, không bị siêu lòng. Thẩm Minh thần sắc âm trầm, Nhiếp Ly tiểu tử này, hắn cũng chỉ có thể khẳng định Nhiếp Ly rất giỏi. Dù sao Nhiếp Ly đã đáp chiến 3 trận, trận này thua cũng không tính là gì. Biết yêu linh của Nhiếp Ly là hổ nha cấu trúc, Thẩm Minh trong lòng cười lạnh, tính trận này thua đi. Tiếp theo hắn muốn đem tất cả mọi người thứ trở lại. Thẩm Minh thoáng nhìn qua Dương Hân nói, chúng ta đương nhiên không nuốt lời. Chút tiền ấy tần đánh thế gia chúng ta không xem là gì. Lúc này trên sân đấu võ, bên trong hố Thẩm Minh nhìn Thẩm Phi như sắp lổ tung, liên tục trúng hai bàn tay Nhiếp Ly. Mặt hắn đụng trên mặt đất, máu mũi chảy dài, mặt đầy bầm tím. Trước hắn định dung hợp yêu linh, lại bị Nhiếp Ly một bàn tay đánh tới linh hồn chấn động, không dung hợp thành công. Thẩm đại thiếu, ngươi không sao chứ? Chúng ta chỉ luận bàn, nếu ngươi không đứng dậy được liền thua đi. Nhiếp Ly ngồi xổm bên cạnh Thẩm Phi không hảo ý nói, nhận thua, một khi thua 5.000 vạn yêu linh tệ liền mắt trắng. Hắn không can tâm, Thẩm Phi giống giận, kích phát linh hồn hải một đạo yêu linh thể mà ba anh ra, chuẩn bị dung hợp yêu linh từng trận yêu khí nhập cường đại toát ra, thân thể nhanh chóng biến hóa xuất ra tiêu nha lợi trảo xích viêm hắc hổ yêu linh, phát ra từng tiếng hổ gầm uy lực vô cùng. Chỉ cần ta dung hợp yêu linh, chỉ bằng với con hổ nha rắc rưởi cũng xứng thắng đối kháng với ta. Muốn cản trở ta dung hợp yêu linh, điều này khó có khả năng. Xích viêm hắc hổ liệt diễm đủ để đem người đốt cháy thành tro. Thẩm Phi nghĩ đến trên người hắn từng cột lửa cháy hừng hực. Thẩm đại thiếu lại muốn xuất chiêu, đây là dung hợp xích viêm hắc hổ liệt diễm. Loại hỏa diễm này mãnh liệt vô cùng, sẽ đem hết thảy xung quanh đốt cháy không còn. Quả nhiên không hổ là Thẩm đại thiếu, cự nhiên có được chiến kỹ như vậy. Nhiếp Ly lần này thảm, hắn căn bản không thể nói tới gần hỏa diễm. Một khi Thẩm đại thiếu dung hợp hoàn tất, phòng chừng chỉ một chiêu có thể đánh bại hổ nha gấu trúc. Hổ nha gấu trúc loại yêu linh này lại như thế nào có thể thành đối thủ của xích viêm hắc hổ? Tuy rằng thời điểm trước có một chút ti tiện và tiện nghi, nhưng đã làm sao? Trên sân đấu vào âm thanh nghị luận nhao nhao, hỏa diễm rất lợi hại. Lúc này hổ nha gấu trúc tuy rằng đứng một bên ở bên trong hỏa diễm, nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được xíu nóng nào của ngọn lửa. Tuy rằng xích viêm hắc hổ của Thẩm Phi là một loại yêu linh cường đại, nhưng hổ nha gấu trúc so tới vẫn là kém xa. Người thường hoàn toàn không thể tưởng tượng hổ nha gấu trúc cường đại như thế nào. Loại chiến kỹ cấp độ này không thể làm tổn thương hổ nha gấu trúc. Bất quá hiện tại không cần phải bày ra thực lực. Thẩm Phi gần hoàn thành dung hợp yêu linh, lại thấy Nhiếp Ly lâng chân lên, oành 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 hung hăng đạp mấy phiến đá, linh hồn hải của Thẩm Phi lại chấn động, dung hợp lại thất bại, yêu linh vẫn ở trong linh hồn hải chưa có đi ra. Trên sân đấu ồn ào náo động, thanh âm ngưng bặt, mọi người trợn mắt há mồm. Bọn họ tưởng tượng hổ nha sẽ bị hỏa diễm đốt cháy, nhưng trường hợp không có xuất hiện, ngược lại Thẩm Phi bị đạp cho thê thảm vô cùng, lại dung hợp thất bại, tại sao lại có chuyện như vậy? Mấy đá này thật đã. Vì ngưng nhi hung hăng cho một ngụm ác khí, Nhiếp Ly thầm nghĩ, Thẩm Phi hắn ngược lại hành hung đủ thảm, bất quá vẫn chưa thỏa mãn. Nghe nói Thẩm đại thiếu lão thủ chơi hoa không ít nữ nhân, về sau Thẩm đại thiếu không cần phải tốn sức chơi nữ nhân nữa rồi. Nhiếp Ly một cước đá vào huyệt vị của Thẩm Phi, từ nay về sau Thẩm Phi sợ là nhân sinh không thể sinh con. Bên trên khán đài, đám người đánh cuộc Thẩm Phi thắng không ngừng trợn mắt. Nguyên bản nghe tiếng hổ gầm, bọn họ còn tưởng rằng có cơ hội phản công, không nghĩ mấy đá của Nhiếp Ly lại cắt đứt ý niệm của bọn họ. Phi phi phi, thật xui xẻo, thua thua. Đều do thằng đầu heo Thẩm Phi tự đại không triệu hoán yêu linh. Kết quả, cơ hội triệu hoán yêu linh cũng không có. Bất quá thiên nhân thế gia xuống tay vô sỉ, hoàn toàn không cho Thẩm Phi cơ hội triệu hoán yêu linh. Cũng quá vi phạm tinh thần võ đạo. Nhớ tới cái quá trình chiến đấu này, bọn họ muốn xúc động khóc. Loại gia hỏa vô sỉ như Nhiếp Ly, bọn họ còn có cái gì để nói? Tuy rằng bọn họ có thể dựa trên đạo đức khiển trách Nhiếp Ly, nhưng quy tắc thiên tài chiến cũng không quy định ra là không được như vậy. Thẩm Minh nhìn ra Nhiếp Ly không muốn Thẩm Phi có cơ hội dung hợp yêu linh. Trận chiến này nếu tiếp tục đánh chỉ có thể cho ông thấy. Không có dung hợp yêu linh, Thẩm Phi bị dung hợp yêu linh Nhiếp Ly nhẹ nhàng mà hành hạ. Trận chiến này thần thánh thế gia chúng ta nhận thua, xin dừng tay. Thẩm Minh căm giận nói. Hắn thanh âm truyền khắp võ trường, mọi người đều có thể cảm giác được hắn có
áp lực, phẫn nộ. Trên khán đài mọi người cười khổ không ngừng. Đây là một trận chiến không có ý nghĩa mà bọn họ từng xem qua. Lúc này thần thánh tế gia hai người Thẩm Minh cùng Thẩm Hiếu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới Thẩm Minh sẽ nhận thua như vậy trong luận võ. Thẩm Phi trừ việc khiến Nhiếp Ly thể hiện ra mình đang dung hợp một con yêu linh hổ nha gấu trúc, căn bản không có cho kho. Nhiếp Ly thể hiện ra thân thực lực chân chính. Nhìn Nhiếp Ly dung hợp hổ nha gấu trúc dáng điệu thơ ngây khả cúc, bộ dáng vô hại, bọn họ trong lòng không khỏi có vài phần khinh thị. Nhìn thấy Thẩm Phi bị đánh thảm như vậy, bọn họ chẳng những không thương cảm, ngược lại âm trầm cười nhạo. Đích hệ thiếu gia quả nhiên được lương truyền từ bé, chỉ số thông minh quá bé. Nghe nói Thẩm Phi thường xuyên ăn thịt lữ nhân, phỏng chừng tinh khí không còn, cho nên mới thua trong tay Nhiếp Ly. Tiền Thẩm Phi thua bọn họ sẽ kiếm trở về, thiếu gia là phế vật. Vừa lúc này phiên bọn họ xuất chướng, nghe Thẩm Minh nói, Nhiếp Ly âm thầm buồn bực, nhanh như vậy liền nhận thua, rất không vui. Nhiếp Ly lại đạp một cước trên người Thẩm Phi, sau đó đối với Thẩm Phi chắp tay nói: "Ha ha ha, một trận chiến này thật có vui sướng, Thẩm Phi huynh đã hạ thủ lưu tình." Nghe Nhiếp Ly nói, trên khán giả trợn mắt há mồm, Nhiếp Ly dứt khoát vô sỉ đến cảnh giới cao thủ. Vui sướng, chỉ có Nhiếp Ly chính mình vui sướng. Từ đầu đến đuôi nhìn thấy Nhiếp Ly đánh một Thẩm Phi nằm trên mặt đất, Thẩm Phi không có cơ hội hoàn thủ. Rất nhiều người bởi vì đặt cược cho Nhiếp Thẩm Phi thắng mà thành thua lên phân phân mắng chửi, hắn đang vui cái gì thế. Biết thế đặt cược vào bên hiệp hội luyện đan sư: "Thần thánh thế gia hại chúng ta thảm quá đi, làm hại ta thua nhiều tiền như vậy. Người của thần thánh thế gia lão tử đời này hận các ngươi." Giờ phút này ở một góc kính phòng, Diệp Tử Vân đang xem cuộc chiến không khỏi cười. Làng tại chủ phủ thành nghe lời thần thánh thế gia tổ chức thiên tài chiến, thần ngân thế gia cũng tham gia. Chương 84, chơi nhỏ. Nhiếp Ly cũng không biết Diệp Tử Vân cũng đến, đang tại ở một góc hẻo lánh xem cuộc chiến của mình. Nhiếp Ly trên khán đài, tỉ thí trận thứ hai phải đợi một hồi mới tiến hành được. Lúc này bên khán đài, Thẩm Minh cũng nhìn qua thủ hạ hỏi: "Kết quả đánh cược cuối cùng như thế nào?" Thẩm Minh nghĩ, tuy rằng bọn họ đánh cược thua Nhiếp Ly hơn 5.000 vạn yêu linh tệ, thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều là đánh cược Thẩm Phi thắng, vẫn có thể lấy về một ít. Chỉ nghe thuộc hạ báo cáo, tổng cộng đánh cược 1.6 ức vạn yêu linh tệ, thanh toán tiền đặt cược hết 1.6 ức vạn yêu linh tệ, thua hơn 600 vạn yêu linh tệ. "Tại sao như vậy? Như thế nào còn thua?" Thẩm Minh tức giận nói. Hắn cho rằng trận đánh cược như này có thể thu về một ít, nhưng không nghĩ tới thua lỗ tới 600 vạn yêu linh tệ. Tuy rằng không đáng nhiều, nhưng cũng khiến hắn căm tận không thôi. "Đáng chết!" Thẩm Minh phẫn nộ mắng chửi. Từ khi hắn đảm nhiệm chức sự thần thánh thế gia, chưa từng có sự việc như vậy. Lập tức không cho 5.600 vạn yêu linh tệ. Hơn nữa, mấu chốt là gia chủ sắp xuất quan, coi như là đem thành tích trước kia của hắn xóa bỏ. Hắn phi thường khó chịu. Lúc này bên thiên ngân thế gia, đám người Nhiếp Ân, Nhiếp Hải rất cao hứng. Tuy rằng tiền thắng không phải của bọn họ mà là Nhiếp Ly, nhưng từ chỗ thần thánh thế gia có được một món hời như vậy, bọn họ trong lòng vui không thôi. Lúc trước bị thần thánh thế gia chèn ép không một hơi thở, rốt cuộc cũng có thể hoàn lại một ít. "Nhiếp Ly tiểu đệ, ta còn nghĩ ngươi sẽ là một chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngươi lại giảo hoạt như vậy. Xem ra Dương tỷ tỷ về sau phải cẩn thận." Dương Hân nhìn Nhiếp Ly trêu chọc nói. Hai tay của nàng ôm ngực, hơi hơi đè ép địa phương kia càng phát ra mê người. Nhiếp Ly cười khổ không ngừng. "Dương tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm rồi. Thực ra ta chính là chính nhân, thế nhưng tại một vài thời điểm vẫn phải sử dụng thủ đoạn." Đám người Dương Hân, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân nghe Nhiếp Ly nói đều cười như không cười, ánh mắt nhìn Nhiếp Ly phảng phất như đang nói: "Có ma mới tin người." Nhiếp Ly nhún vai, phỏng chừng hắn có giải thích đến như thế nào cũng vô dụng. Nhìn Nhiếp Ân hỏi: "Chúng ta tổng cộng thắng bao nhiêu?" "Đánh cược thắng 5.000 vạn yêu linh tệ, mặt khác đặt cược thắng hơn 7.000 vạn yêu linh tệ." Nhiếp Hải mỉm cười. "Nhiếp Ly tiểu tử này kiếm tiền cũng thật nhanh." "Ân." Nhiếp Ly gật đầu. 1 ức yêu linh tệ đối với hắn không tính là gì, nhưng đối với thần thánh thế gia không phải là số nhỏ. Lúc này Thẩm Minh rốt cuộc không kiềm được hướng thiên ngân thế gia đi tới.
Thẩm Minh chấp sự không biết Thẩm đại thiếu gia thế nào. Nhấp ly xuống tay thật có điểm quá lặng, thỉnh ngài thứ lỗi. Nhấp Hải đối với Thẩm Minh hơi hơi chắp tay, hắn vẫn phải giảm một ít phong độ của gia chủ thiên nhân thế gia, nhưng lòng lại cười như hoa. Thẩm Minh bộ mặt hơi chìu xuống, ai cũng biết Thẩm Phi lửa tháng tới đừng mong xuống giường. Nhấp ly tiểu tử này xuống tay thật là ác. Thẩm Minh còn không rõ Thẩm Phi bị thương chỗ nào, cũng không biết Thẩm Phi về sau có tu luyện hay không. Nếu biết mà nói, khẳng định sẽ thêm nổi giận. Bất quá Thẩm Minh vẫn ra lệnh cho Thẩm Linh nhất định phải hảo hảo giáo huấn Nhiếp Ly một phen. Thẩm Minh điều tra ra, Nhiếp Ly chỉ có một con hổ nha cấu trúc, dù như thế nào cũng không thể thắng qua Thẩm Linh. Hổ nha cấu trúc mới là thanh đồng yêu linh mà thôi. Bất quá hổ nha cấu trúc của Nhiếp Ly có chút đặc thù, nhưng đạt tới bạch ngân đã là giới hạn. Và Thẩm Linh hiện tại đã là bạch ngân 5 sao yêu linh sư. Mặt khác Thẩm Linh sử dụng là thánh diễm yêu hùng, là một con yêu linh hoàng kim cấp. Xích viêm hắc hổ của Thẩm Phi mặc dù có thể thành yêu linh hoàng hắc kim cấp, nhưng trước mặt thực lực của bạch ngân cấp mà thôi. Mà Thẩm Linh yêu linh đã đạt tới hoàng kim cấp thực lực, như vậy còn thua hẳn là có quỷ a. Ba lần đánh cược đây mới là trận đầu, đừng cao hứng quá sớm. Chúng ta kế tiếp liền bắt đầu trận đánh cược thứ hai đi. Thẩm Minh nhìn đám người Nhiếp Hải hừ lạnh một tiếng. Này, Nhiếp Hải không khỏi nhìn về Nhiếp Ly, hắn không rõ thực lực của Nhiếp Ly như thế nào. Thần Thánh Thế Gia thua trận đầu, trận thứ hai tiếp tục, khẳng định có ẩn tình. Thẩm Minh cũng mang theo ánh mắt của Nhiếp Hải rơi trên người Nhiếp Ly, khóe mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nhiếp Ly khụ khụ một tiếng. Thần Thánh Thế Gia như vậy có hay không có điểm không ổn? Ta vừa rồi đánh một hồi linh hồn tiêu hao vô cùng, lập tức đánh trận thứ hai. Thần Thánh Thế Gia như là muốn vắt kiệt sức của ta để giành thắng lợi. Không bằng như vậy, trận thứ hai tỷ thí tiến hành sau 2 tháng, đợi ta khôi phục linh hồn lực lại đến Thần Thánh Thế Gia cùng hậu bối thiên tài khiêu chiến. Nghe Nhiếp Ly nói, Dương Hân, Dương Nhiếp Hải, Nhiếp Ân đều ngạc nhiên nhìn Nhiếp Ly. Linh hồn lực tiêu hao vô cùng, mới sau đầu Nhiếp Ly liền do ông hợp với yêu linh, sau đó vỗ Thẩm Phi vài trưởng lại tặng thêm vài cước. Căn bản là chả có gì đánh nhau kịch liệt, lời này cũng quá phô trương. Thẩm Minh trầm mặt xuống hừ lạnh một tiếng. Thiên ngân thế gia sẽ không thắng rồi quỵt lợ rồi đi đó chứ. Thần Thánh Thế Gia chúng ta cũng không phải loại dễ ăn rồi chạy đâu. Thẩm Minh nhìn thoáng qua Dương Hân hừ một tiếng. Thiên ngân thế gia không giữ danh dự như vậy, hiệp hội luyện đan sư sẽ không muốn che chở thiên ngân thế gia à. Nếu là như vậy liền hướng gia chủ cùng hội trưởng đại nhân từ từ nói chuyện. Dương Hân hai má đỏ ửng, tuy làng xác định ở bên Nhiếp Ly nhưng da mặt của làng cũng mỏng, có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhiếp Ly nếu thắng liền đi, quả thực có điểm không đúng. Nếu Thẩm Minh chấp sự đã nói vậy, ta cũng chỉ có thể phục bồi, nên cùng Thần Thánh Thế Gia tiến hành xa luân chiến chiến thắng. Ta tin tưởng không ai dám ở sau lưng Thần Thánh Thế Gia ép người. Nhiếp Ly nhìn bộ mặt giận dữ của Thẩm Minh, trong lòng mỉm cười, hắn triệt để đem Thẩm Minh chọc giận. Ai dám nói Thần Thánh Thế Gia ép người? Thẩm Minh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phát hiện chính mình nói sai. Lại không phải là thừa nhận tiến hành xa luân chiến để chiến thắng sao? Hắn tức muốn hộc máu. Đám người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân thần tình sáng tỏ. Thần Thánh Thế Gia quả nhiên là am hiểu lấy thế ép người. Dương Hân thản nhiên nói, làng rốt cuộc cũng minh bạch dụng ý của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đây là đang không ngừng chọc giận Thẩm Minh, từng bước mang Thẩm Minh đi vào cái bẫy của hắn. Bất quá Nhiếp Ly có hay không đánh bại hai đại thiên tài của Thần Thánh Thế Gia, nếu như không thể, vậy việc làm kia đều như là uổng công. Như thế nào? Thẩm Minh giận dữ nhìn Nhiếp Hải, Nhiếp Ân. Một lần này Thiên Ngân Thế Gia chuẩn bị cược bao nhiêu? Nhiếp Ly thản nhiên nói, ta xem ra ít nhất cũng đặt 2-3 ức yêu linh tệ đi, bằng không một người nói mình không có ý muốn thi đấu với họ. Nghe Nhiếp Ly nói, Thẩm Minh giật mình thanh tịnh một ít. Tuy rằng hắn bị Nhiếp Ly chọc giận, nhưng đánh cược 2-3 ức yêu linh tệ, nếu xảy ra vấn đề, hậu quả này hắn không gánh nổi. Lúc trước hắn đối với Thần Thánh Thế Gia từng có chút công lao, nhưng một lần lấy ra 2 ức hắn cũng không thể. Nhiếp Ly nếu dám đánh cược tiếp tục, khẳng định có cơ sở. Vừa rồi trận chiến của Thẩm Phi và Nhiếp Ly, hắn căn bản không có nhìn ra thực lực của Nhiếp Ly, Thẩm Minh cũng không dám tùy tiện. Thẩm Minh trầm mặc một chút, dù sao cũng còn một lần đánh cược, lần này đánh cược 1 ức yêu linh tệ. Nhìn vẻ mặt của Thẩm Minh, Nhiếp Ly cũng minh bạch, Thẩm Minh thân là chấp sự của Thần Thánh Thế Gia, hẳn là có quyền hạn nhất định, không dám đặt quá lớn. Nếu tiếp tục tăng lên đối. Chương 85, giả bộ. Đặt xong tiền cược,
Phía thần thánh thế gia đã không còn ý kiến, Dương Hân cũng tiếp nhận tiền cược. Nếu đây là do Dương Hân đánh cược, Nhiếp Ly lập tức từ bỏ cuộc chơi. Nhiếp Ly, ngươi cần phải cố gắng, đa số mọi người đều đặt phía thần thánh thế gia. Tỷ tỷ lấy tất cả tài sản đều đặt lên người ngươi đó. Dương Hân quyến rũ nhìn Nhiếp Ly miệng cười nói, chủ động hôn lên má Nhiếp Ly, mùi hương tỏa hương lan, dáng người lồi lõm khiêu khích. Dán lên người Nhiếp Ly mơ hồ có thể cảm giác chút mềm mại vô cùng dụ hoặc. Nữ nhân này dứt khoát là một yêu tinh quyến rũ chết người. Dương tỷ tỷ nói đùa, chút tiền vậy đối với Dương tỷ tỷ không đáng kể, liền tính là đánh thủy phiêu cũng không có gì. Nhiếp Ly mỉm cười, hắn tự nhiên sẽ không bị Dương Hân dụ hoặc dễ như vậy. Tỷ tỷ như là đặt toàn bộ tiền để giành lấy chồng đó. Dương Hân chu môi, thoáng có chút bất mãn nói, đôi mi lá liễu nhướn lên tràn đầy tiếu ý. Đệ đây cũng không biết, chỉ có thể thắp lén hương, mặc cho số phận định đoạt. Sau một lát, trận đấu bắt đầu. Nhiếp Ly cùng Thẩm Linh đi xuống đấu trường. Toàn bộ đấu trường sôi trào, từng tiếng hô to liên tiếp. Lúc thì kêu tên Nhiếp Ly, lúc thì kêu tên Thẩm Linh. Trận trước bị thua tên tiểu tử Thiên Ngân Thế Gia, lúc này nhất định phải lấy tiền trở về. Tiểu tử Thiên Ngân Thế Gia kia dung hợp một con hổ nha gấu trúc, rất khoát chính là một bao cỏ. Tuy rằng ăn được dược thần thánh thế gia một phen, thế nhưng Thẩm Linh đã là Bạch Ngân Ngũ Tinh yêu linh sư, cho nên Thẩm Linh tất thắng. Nhiếp Ly tuy rằng vừa rồi thắng một ván, nhưng chiến thắng không rõ ràng, Thẩm Phi thua rất oan, cho nên lần này quyết đem đại bộ phận tình cực đặt trên người Thẩm Phi. Bất quá cũng có một ít bộ phận đánh giá tốt Nhiếp Ly, tin rằng Nhiếp Ly có thể sáng tạo kỳ tích. Chung quy Nhiếp Ly đã thắng một hiệp. Nhìn Nhiếp Ly trong sàn đấu, Diệp Tử Vân không khỏi cười khẽ một tiếng. Nàng nghe nói thần thánh thế gia lại đặt một ức tiền cược, Nhiếp Ly này rất xấu. Tuy rằng thời điểm thí nghiệm cuối năm Nhiếp Ly đạt được thành tích không cao, nhưng Diệp Vân vẫn rất tin tưởng tu vị của Nhiếp Ly đã đạt tới mức khó có thể tưởng tượng. Bằng không làm sao có thể đem lực lượng cùng linh hồn khống chế đến với trình độ như vậy. Cho nên hiện tại làng chắc chắn Nhiếp Ly càng có thể thắng Thẩm Linh. Cho nên làng lấy hết tiền đặt cược cho Nhiếp Ly thắng. Nghĩ đến bộ dáng xấu xa kia của Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân mặc dù có điểm đáng ghét, nhưng vẫn không biết vì cái gì lại đối với Nhiếp Ly có chút cảm giác. Tựa lần này nghe nói Nhiếp Ly tham chiến thiên tài, làng liền vội vàng chạy tới đây. Bất quá chỉ là bằng hữu bình thường quan tâm đến nhau à thôi. Diệp Tử Vân ánh mắt dừng lại trên người Nhiếp Ly, âm thầm nghĩ, mặt hơi nóng lên. Làng chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai, mà đó lại còn là nam tử. Trận chiến bắt đầu, Thẩm Linh lập tức dung hợp yêu linh, toàn thân rừng rực hỏa diễm, hóa thành một thánh diễm yêu hùng lực to lớn. Giống Thẩm Linh hướng phía trên tiến tới, liệt diễm phóng lên cao, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát. Sàn đấu liền chấn động lắc lư, mặt đất bị lướng thành mảnh cháy đen. Cự nhiên là thánh diễm yêu hùng, Bạch Ngũ Tinh yêu linh sư lại phối hợp với thánh diễm yêu hùng, tại thế hệ trẻ tuyệt đối là tồn tại vô địch. Tiểu tử Nhiếp Ly lần này sẽ phải chịu khổ rồi. Lần trước hắn đem thần thánh thế gia thiếu gia đánh thảm như vậy, thần thánh thế gia tuyệt sẽ không cho hắn dễ chịu. Thẩm Linh lưng tay hô to vài câu áp chú, thành âm xôi chào. Vừa lên chào hỏi cũng không liền dung hợp yêu linh, thực sự không có lễ phép. Nhiếp Ly thì thào nói. Nghe Nhiếp Ly nói, Thẩm Linh cười khổ không ngừng. Trận trước Thẩm Phi không có dung hợp yêu linh liền bị Nhiếp Ly đánh tàn tạ, hắn như nào còn dám mở mồm. Trận này chiến đấu thực sự quan trọng, hắn trước dung hợp yêu linh lại nói, chỉ cần dung hợp yêu linh bằng vào Nhiếp Ly con hổ nha gấu trúc, tuyệt đối không thắng được hắn. Thẩm Linh đã lắm chắc phần thắng. Nhiếp Ly cũng nhanh chóng dung hợp hổ nha gấu trúc yêu linh, biến thành con hổ nha gấu trúc mũm mĩm, dáng điệu thơ ngây khả ái, thoạt nhìn rất chi là vô hại. Mặc kệ xem từ góc độ nào, con hổ nha gấu trúc này không có chút nào uy hiếp. Giống Thẩm Linh cất bước hướng Nhiếp Ly đi tới, từng đạo hỏa diễm nóng rực bắn xung quanh, lôi đình chi hỏa. Thẩm Linh đột nhiên đằng không một chưởng vỗ xuống dưới, từ hỏa diễm nóng cháy tựa hồ như lưu tinh rơi xuống đài. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly cũng không ham chiến, nhanh chân liền chạy, rầm rầm rầm, từng đạo hỏa diễm lưu tinh rơi xuống mặt đất, tàn sát bừa bãi. Trên mặt đất nhất thời lưu lại hố sâu kéo dài. Nhiếp Ly thả người lẽ tránh, mỗi lần đều nhanh nhẹn tránh thoát.
người xem lau mồ hôi lạnh. Chỉ cần Niếp Ly một bị một đạo hỏa diễm lưu tinh trong đó đánh trúng, sợ không chết cũng mất lửa cái mạng. Trên đài im lặng một mảnh. Thiên Nhân thấy ra tiểu tử này cũng quá nhát gan, trong chiến đấu liền bỏ chạy, chẳng có chút cốt khí nào sao. Thiên tài luận chiến đánh nhau mà chẳng có ý tứ nào cả. Tên tiểu tử Thiên Ngân thế gia này, nếu đánh không lại liền nhanh chóng nhận thua đi, mất hứng quá. Khán đài thanh âm từng trận phập phồng. Dương Hân nhìn thoáng qua Nhiếp Hải, Nhiếp Ân hai người, sắc mặt hơi trầm, có vài phần sinh khí hỏi: các ngươi chẳng lẽ không nhắc nhở Nhiếp Ly đi đổi một con yêu linh sao? Như thế nào lại để cho Nhiếp Ly dùng hổ nha gấu trúc loại yêu linh rất rưỡi này? Bà cô lãi lãi này của ta, Nhiếp Hải kêu khổ không ngừng, vội vàng nói. Dương quản sự hiểu lầm, cách đây khoảng một thời gian chúng ta có mang Nhiếp Ly đi mua yêu linh, ít nhất cũng hơn 10 vạn con, nhưng mà Nhiếp Ly nhất nhất lựa chọn con hổ nha này, chúng ta cũng không có biện pháp. Nghe xong Nhiếp Hải nói, Dương Hân thần sắc thoáng có chút kinh ngạc. Đám người Nhiếp Hải trong thời gian này mua hơn 10 vạn con yêu linh. Rồi lại nhìn thoáng qua Nhiếp Ly trên sàn đấu. Nhiếp Ly tuy thoạt bộ nhìn có chút chật vật, nhưng mỗi lần đều là nhẹ nhàng tránh thoát công kích, rất có khả năng cố ý làm. Nếu Nhiếp Ly chính mình tuyển chọn hổ nha gấu trúc, vậy khẳng định có một ít dụng ý đi. Dương Hân mỉm cười nghĩ. Nhìn thần sắc của dân Dương Hân chuyển biến có phần nhẹ nhàng, Nhiếp Hải lúc này mới nhẹ nhàng lau mồ hôi một phen. Nói đến, hắn cũng chính là gia chủ của một tiểu gia tộc mà thôi, như thế nào lại chiêu với một đại nhân vật như Dương Hân. Xa xa hẻo lánh trên góc đài, Diệp Tử Vân ánh mắt nhìn luận võ trường, nàng hơi nhíu mày. Ngay cả làng cũng không nhìn ra Nhiếp Ly đến tuột cùng là cố ý hay đã tận lực. Bất quá làng có một loại trực giác, cảm giác Nhiếp Ly nhất định sẽ thắng. Từng đạo hỏa diễm lưu tinh không ngừng nổ tung bên cạnh Nhiếp Ly. Trên thực tế, mấy đạo hỏa diễm lưu tinh này căn bản không làm được gì được Nhiếp Ly. Nhiếp Ly tùy tiện há mồm đối diện Thẩm Linh phun ra quang ám nguyên khí bạo đủ để nổ tung Thẩm Linh. Bất quá Nhiếp Ly không nghĩ dễ dàng chiến thắng Thẩm Linh như vậy. Nếu lần này thắng thoải mái, nhất định trận thứ ba Thần Thánh Thế Gia khẳng định không cùng hắn đặt cược, cho nên hắn muốn rất miễn cưỡng chiến thắng Thẩm Linh mới được. Tiểu tử đứng chạy, Thẩm Linh không ngừng cạo cuồng bạo, thúc giục lực lượng khủng bố của Thánh Diễm Yêu Hùng, không ngừng oanh kích toàn bộ mặt đất. Đấu võ trường bị trà đạp một phen. Bất quá Thẩm Linh có chút buồn bực, Nhiếp Ly quả thực vận khí quá tốt. Mỗi khi hỏa diễm lưu tinh của hắn đánh trúng Nhiếp Ly, Nhiếp Ly đều có thể lảo đảo bò lết nhẹ nhàng tránh thoát. Nhớ tới bộ dáng ngu ngốc của phổ thông hổ nha gấu trúc kia, lại xem tư thế lảo đảo bò lết của Nhiếp Ly, Thẩm Linh trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác quái dị. Nhiếp Ly dung hợp con hổ nha gấu trúc này thật đúng là một đứa quái thai. Nếu là phổ thông hổ nha gấu trúc chỉ sợ liền bị hắn xử lý, như thế nào lại bị kiên trì lâu như vậy. Chương 86: Ngã ngất. Trọng lực khí tràng. Nhiếp Ly dùng chiến kỹ trọng lực khí tràng, trọng lực chung quanh đột nhiên bạo tăng mấy lần. Oanh! Toàn bộ thân thể Thẩm Linh từ không trung hung hăng lệ xuống đất. Ngay lúc công kích Thẩm Linh sắp đến, Nhiếp Ly thả người nhảy ra ngoài, nhanh chóng tránh khỏi đòn hỏa diễm trùng kích kia, nhưng trên người vẫn lưu lại một vài vết thương do hỏa diễm thiêu đốt. Nhiếp Ly âm thầm thở dài nhẹ nhõm, thiếu chút nữa biến thành gấu trúc lướng. Tuy có thực lực nghiền áp đối thủ, nhưng lại cố tình dùng kỹ xảo biểu diễn để đối thủ không biết thực lực của chính bản thân, thực sự là quá khổ. Toàn bộ đấu trường chấn động liên hồi, công kích của Thẩm Linh đánh xuống tạo lên một hố sâu, hỏa diễm phóng lên cao cho bụi văng khắp nơi. Khán đài rung động hưng phấn, rít lên bốn phía: ắc, lực lượng thật khủng bố. Đây mới chính là lực lượng của Thánh Diễm Yêu Hùng, thật quá đáng sợ. Tuy rằng chỉ bạch ngân ngũ tinh, nhưng lực lượng này đã có thể so với hoàng kim cấp. Thẩm Linh tất thắng. Thẩm Linh, Thẩm Linh. Khán đài phát ra tiếng hô liên tiếp. Bỏ tiền ra đặt cược thì không sao, nhưng Nhiếp Ly không đấu võ toàn chơi đuổi bắt, thì Thẩm Linh đuổi đến gà bay chó sủa. Trong lòng bọn họ vẻ khinh thường, nếu như Nhiếp Ly thắng thì trời đúng thật không có mắt. Thẩm Minh vừa lòng tươi cười, gật đầu nói: Thẩm Linh đứa nhỏ này không tệ, nhìn hắn thi triển thực lực thế này hẳn đã đạt tới hoàng kim cấp, nhất định tu luyện rất chăm chỉ. Nếu hắn thắng tên tiểu tử kia, nhất định về phải thưởng cho hắn. Nghe Thẩm Minh nói, Thẩm Khiếu bên cạnh không khỏi ghen tị. Hắn và Thẩm Linh thường xuyên cùng nhau tu luyện, hắn không biết từ lúc nào thực lực của Thẩm Linh lại đạt tới hoàng kim cấp.
Bên cạnh Thiên Ngân Tế Gia, Dương Hân hơi nhíu mày thì thào: "Tiểu tử Thẩm Linh chỉ vào một Bạch Ngân Ngũ Tinh, làm sao có thể phát triển ra chiến lực cường đại như vậy? Chiến lực này ít nhất cũng phải đạt tới Hoàng Kim Tam Tinh." Diệp Tử Vân nhìn cảnh tượng này, đôi mắt đẹp cũng tràn ngập thần sắc nghi hoặc. Lúc này, trên sân võ đấu, đám bụi chậm rãi tan dần, trong hối dần dần hiện ra một thân ảnh. Trong phút chốc, khán đài sôi trào lập tức trở lên điên loạn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn vào cái hố kia, bởi vì giờ phút này, trong hố đó, Thẩm Linh giống như là một con chó chết, nằm yên ở chỗ đó không nhúc nhích, trên người đầy vết thương, tất cả dấu hiệu đều bị thiêu đốt. "Này, chuyện này là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì không?" Thẩm Minh cuồng loạn hét lớn. Thẩm Linh nhảy lên trời thi triển chiến kỹ Thiên Hoa Vẫn Lạc, kết quả đem chính mình ngất đi. Chuyện này nói ra ai có thể tin? Thế một màn như vậy, chẳng những Thẩm Minh khó hiểu, đám người Dương Hân, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân cũng trợn tròn mắt. Thần Thánh Thế Gia không ngu xuẩn như vậy chứ? Người đầu tiên không triệu hoán yêu linh liền bị Nhiếp Ly đánh một trận tơi bời. Người thứ hai triệu hoán yêu linh bộc phát thực lực không thua gì Hoàng Kim cấp, kết quả đem chính mình ngất đi. Nhưng một màn này xảy ra trước mắt không phải do bọn họ không tin mà là không thể tin. Dương Hân như hiểu được cái gì thì thào nói: "Tên tiểu tử Thẩm Linh kia không phải là người bộc phát ra thực lực Hoàng Kim Tam Tinh, chẳng lẽ là do Nhiếp Ly đệ đệ ư?" Khán đài yên tĩnh đến mức lặng chết người. Một đám người đều trợn mắt nhìn võ đấu trường, nhưng đợi lửa ngày Thẩm Linh vẫn không thể bò lên, giống như một con chó chết vẫn không nhúc nhích. "Thần Thánh Thế Gia phế bật, bò lên cho lão tử! Thần Thánh Thế Gia phế vật đến thế sao?" Vài tên thua tiền chửi ẩm cả lên. Khán giả muốn bạo lực tẩu xúc động. "Không phải luyện đan sư hiệp hội cùng Thần Thánh Thế Gia liên hợp lừa tiền chúng ta đó chứ?" "Không thể được. Luyện đan sư hiệp hội nhờ vào vài loại đan dược đã lời không biết bao nhiêu tiền, bọn họ sẽ không để ý chút tiền cược này là do đám Thần Thánh Thế Gia phế vật vô dụng." Về phần người đặt cược cho Nhiếp Ly, mặt mày đều hớn hở. Nhiếp Ly thực sự là tiểu tử may mắn, đầu tiên đem Thập Phi ngu ngốc dung hợp yêu linh đánh một trận, tiếp theo đem Thẩm Linh thông minh hơn dung hợp yêu linh, kết quả lại đem chính mình ngất đi. Bọn họ không biết Thẩm Linh không phải tự làm bản thân ngất đi, mà là Nhiếp Ly âm thầm thi triển chiến kỹ đánh ngất. Thẩm Linh thi triển một chiêu Thiên Hoa Vẫn Lạc, quy lực thập phần cự đại, đem thân thể nhảy lên cao, nhờ gia tốc rơi xuống đã tăng cường hiệu quả, cộng thêm tốc độ của Bạch Ngân Ngũ Tinh. Nhưng Nhiếp Ly đột nhiên thi triển ra chiến kỹ Trọng Lực Khí Tràng, trọng lực đột nhiên gia tăng gấp mấy lần. Thẩm Linh căn bản không kịp phản ứng, lấy lực lượng hơn mấy lần và hướng mặt đất, hậu quả là bất tỉnh là chắc chắn. May mắn toàn thân cốt cách không bị vỡ vụn. Nhìn thấy Thẩm Linh ngã xuống đất bất động, Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười. Thẩm Minh ngất đi 2-3 ngày cũng không tỉnh lại. Chiến kỹ Trọng Lực Khí Tràng vô ảnh vô hình, người ngoài căn bản không thể phát giác được. Nhiếp Ly động tay chân. "Nhiếp Ly lại thắng, thật là quá chán mà." Nhiếp Ly tuy rằng mới là Bạch Ngân cấp, nhưng hoàn toàn có thể nghiền áp Hoàng Kim Tam Tinh, cho nên Thẩm Linh đối với hắn hoàn toàn không có một chút uy hiếp. Diệp Tử Vân nhìn một màn như vậy cũng không sửng sốt. Thần Thánh Thế Gia một lần nữa nằm trong tay Nhiếp Ly, nhìn Nhiếp Ly không khỏi chu môi. Nhiếp Ly người này một bụng toàn mưu kế, ngay cả phương diện tình cảm cũng cho rằng Diệp Tử Vân nhất định sẽ thức hắn, thực sự đáng ghét. Chính mình thực sự có một ngày sẽ thích Nhiếp Ly sao? Diệp Tử Vân trong mắt lóe lên thần sắc mờ mịt, nghĩ đến lúc ở trong Cổ Lan Thành, Diệp Tử Vân trong nội tâm không ngừng ngượng ngùng, tim đập nhanh hơn. Tỷ thí kết thúc, Nhiếp Ly lần nữa từ Thẩm Minh thắng được 1 ức yêu linh tệ, khiến cho Thần Thánh Thế Gia bồi ra 1 ức 5.000 vạn yêu linh tệ. Tuy rằng còn chưa động đến căn cơ của Thần Thánh Thế Gia, nhưng ít ra cũng khiến cho Thần Thánh Thế Gia căng thẳng vài ngày. Với cả Thần Thánh Thế Gia Bình Phong cũng có thể đem ra 3-5 ức yêu linh tệ đã là không tệ. Đương nhiên, tổng giá trị của loại sản nghiệp Thần Thánh Thế Gia có thể đạt 100 ức, nhưng tiền mặt thì đâu có nhiều như vậy. Tuy rằng 1 ức 5.000 vạn yêu linh tệ đối với Nhiếp Ly không tính là cái gì, nhưng tâm tình Nhiếp Ly vẫn phi thường thư sướng.
Thẩm Minh chấp sự cảm ơn vài vị huynh trưởng của Thần Thánh Thế Gia đã quá khích, mỗi lần đều khiến ta thắng nhưng cũng hơi ngượng một chút. Thì ra ta đã trách lầm Thần Thánh Thế Gia. Thần Thánh Thế Gia không phải keo kiệt mà là rất hào phóng. Nhấp Ly cười đối với Thẩm Minh chấp sự nói. Thẩm Minh sắc mặt tái mét, tức giận run run người lại nghe Nhấp Ly nói. Nếu có thể thì hắn thực muốn đem Nhấp Ly đánh chết tại chỗ. 1,500,000 yêu linh tệ a. Chương 87, yêu linh cường hóa đan. Bồi thường 1,500,000 yêu linh. Thẩm Minh trong khoảng thời gian này vì Thần Thánh Thế Gia lập công lao, tất cả đều biến thành mây khói. Gia chủ xuất quan tuyệt không bỏ qua cho hắn, vị trí chấp sự chắc chắn sẽ mất. Lấy thủ đoạn gia chủ lại thêm việc hắn biết nhiều bí mật Thần Thánh Thế Gia, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này Thẩm Minh trong mắt lóe lên một ý niệm điên cuồng, còn một cơ hội. Nếu trận thứ 3 đem tiền thua thắng trở về, như vậy hắn chẳng những không có việc gì, hơn nữa có công. Trận thứ 3 nhất định phải thắng. Thẩm Minh tính toán một chút, hắn còn có thể điều ra 2,000,000 yêu linh tệ. Đây là số tiền còn lại của Thần Thánh Thế Gia sở hữu, chuẩn bị đến luyện dược sư công hội mua đan dược cấp cho hậu bối để tu luyện. 2,000,000 yêu linh tệ, nếu thắng thì hắn vẫn có thể hướng gia chủ nói công đạo. Liều mạng, Thẩm Minh trong mắt lóe ra một tia ngoan sắc. Nhiếp Hải gia chủ, chúng ta còn trận thứ 3 đúng không? Thẩm Minh nhìn thoáng qua Nhiếp Hải lạnh lùng nói. Nhiếp Hải sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, gặp Nhiếp Ly gật đầu, nhân tiện nói, đúng vậy, còn trận thứ 3. Dương Hân khẽ nhíu mày. Thẩm Minh khiến Thần Thánh Thế Gia thua hơn 1,500,000 yêu linh tệ, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Trở về Thẩm Minh sợ khó có thể thoát khỏi trừng phạt, mà hiện tại Thẩm Minh còn muốn đánh cược, chứng minh Thẩm Minh đang liều chết đánh cược một phen. Sự tình phát triển khiến Thẩm Minh gần như điên cuồng, muốn liều mạng một phen cũng rất bình thường. Trận cuối chúng ta đánh cuộc 3,000,000 yêu linh tệ. Thẩm Minh lạnh lùng thốt. Hắn đã phái người đi các cửa hàng Thần Thánh Thế Gia lấy thêm tiền đánh cược liều mạng. Nếu gia chủ của Thần Thánh Thế Gia ở đây, khẳng định sẽ ngăn cản Thẩm Minh. Bất quá Thẩm Minh ở Thần Thánh Thế Gia làm chấp sự nhiều năm, vẫn được gia chủ Thần Thánh Thế Gia tín nhiệm, quyền hạn phi thường lớn. Cửa hàng của Thần Thánh Thế Gia kỳ đều do hắn chủ quản. Hắn muốn triệu tập tài chính các cửa hàng đều không có hai lời. Dù sao cũng là liều mạng, nếu có thể thắng về đem 3,000,000 yêu linh tệ, địa vị của hắn tại Thần Thánh Thế Gia cũng có thể tiến thêm một bước. Được, đánh cược 3,000,000 yêu linh tệ. Nhấp Ly gật đầu nói. Nhìn thấy thần tình của Thẩm Minh, hắn cũng đã biết Thẩm Minh muốn liều mạng. Nhấp Ly khóe miệng lạnh lùng cười, hắn còn cầu không được. Bên trên khán đài, các gia tộc gia chủ nghị luận. Bọn họ đều là nhân chứng, hoàn toàn không nghĩ tới Thần Thánh Thế Gia đã thua 1,500,000 yêu linh tệ, lại còn muốn đánh cược, hơn nữa là đặt cược 3,000,000. Thần Thánh Thế Gia thật liều. Thẩm Minh chấp sự thua nhiều như vậy, trở về chắc chắn sẽ không giữ được cái ghế chấp sự. Chỉ sợ hắn muốn liều một phen thắng trở về. Nghe nói lần này là Thẩm Khiếu. Ta biết Thẩm Khiếu tuổi trẻ đã là hoàng cấp nhất tinh yêu linh sư. Nhiếp Ly có thể thắng Thẩm Phi cùng Thẩm Linh tuyệt đối không phải là nhờ may mắn. Lúc nãy đụng tới hoàng kim cấp yêu linh sư, thắng chắc không có lửa cửa. 3,000,000 yêu linh tệ, nếu thua Thẩm Minh chấp sự cũng toi, mà Thần Thánh Thế Gia cũng sẽ bị khủng hoảng một thời gian. Các thế gia nghị luận. Một hồi đổ cược này sống chết bọn họ rất ít thấy, làm cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Lúc Dương Hân đổ cục, mọi người đều đánh cuộc. Bất quá Dương Hân thắng hay thua, Nhiếp Ly đều không quan tâm. Dù sao Dương Hân có tiền, thân là quản sự của luyện đan sư hiệp hội, Dương Hân nắm quyền. Cùng Nhiếp Ly buôn bán lời không biết bao nhiêu, lấy ra 1,000,000 thì vài trưởng lão cũng không nói gì. Trận luận võ thứ 3 rốt cuộc cũng bắt đầu. Khán đài xung quanh võ trường sôi trào lên, mọi người chú ý tỉ thí. Nhiếp Ly thong thả xuống sân. Thẩm Minh ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào Nhiếp Ly, trong khóe mắt lóe qua một tia hung ác, cầm lấy 2 viên đan dược đưa cho Thẩm Khiếu bên cạnh, trầm giọng nói: Thẩm Khiếu, đây là 2 quả yêu linh cường hóa đan, trước khi chiến đấu lập tức ăn vào. Thẩm Khiếu sửng sốt nhìn thoáng qua Thẩm Minh nói: Thẩm Minh chấp sự, tiểu tử kia chỉ là bạch ngân nhất tinh, lấy thực lực hoàng kim nhất tinh xử lý tiểu tử kia tuyệt đối dư dật,
không cần sử dụng yêu linh cường hóa đan. Yêu linh thẩm khiếu là do long viêm kiêu ưng, một loại yêu linh phi thường cường đại, giá tới 200 vạn yêu linh tệ. Nếu ăn luôn hai quả yêu linh cường hóa đan, tuy rằng có thể khiến long viêm kiêu ưng tại trong nửa giờ bộc phát ra mấy lần uy lực, nhưng lại đem long viêm kiêu ưng phế đi. Thẩm khiếu phi thường đau lòng. Sợ cái gì, nghe ta, việc này quan trọng, nếu bại lộ người gánh vác được sao? Kia là 3 ức yêu linh tệ, nếu ngươi thắng ta cho ngươi 2.000 vạn yêu linh tệ, đến lúc đó ngươi mua yêu linh gì trả được? Thẩm Minh trầm giọng nói. Nghe Thẩm Minh nói, Thẩm Khiếu mắt sáng rực. Long viêm kiêu ưng tuy mạnh nhưng chỉ là 200 vạn cũng có thể mua được. Nếu Thẩm Minh cho hắn 2.000 vạn, hắn liền có thể mua được yêu linh cấp cao hơn. Đem long viêm kiêu ưng bỏ đi cũng không đáng tiếc. Hảo, ta nhất định nghe theo sự chỉ thị của Thẩm Minh chấp sự. Thẩm Khiếu gật đầu nói, đem hai quả yêu linh cường đan bỏ vào trong không gian giới chỉ. Thẩm Khiếu nhìn thoáng qua bóng dáng Nhiếp Ly, hừ hừ hai tiếng. Thua ở trong tay ta, đó là số mệnh của ngươi. Muốn phế bỏ long viêm kiêu ưng linh, ăn luôn hai quả yêu linh cường hóa đan chỉ là để đối phó ngươi. Tiểu tử ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi. Thẩm Khiếu lấy thực lực hoàng kim nhất tinh đánh bại một bạch ngân cấp như Nhiếp Ly là chuyện dễ dàng. Hai người xuống sân, khán đài lại sôi trào lên. Bất quá lần này tất cả mọi người đều không dám khẳng định, không biết ai sẽ thắng. Tuy rằng thực lực của Nhiếp Ly không bằng Thẩm Khiếu, nhưng ai biết Nhiếp Ly lần này lại bộc phát được vận khí nghịch thiên như trước. Bọn họ cho rằng Nhiếp Ly có thể liên tiếp thắng hai trận hoàn toàn dựa vào vận khí, lần này tuyệt đại bộ phận không ai dám đánh cược. Phỏng chừng kiên định cho rằng Nhiếp Ly cũng có thể thắng, cũng chính là Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân lại đem tiền tiêu vặt vừa rồi thắng tất cả đều đặt cho Nhiếp Ly. Không nghĩ tới người có thể thắng hai trận, bất quá trận này người nhất định thua trong tay ta. Thẩm Khiếu lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Ly tự tin nói, ta cũng không giống bọn họ, ta là một hoàng kim nhất tinh yêu linh sư, hơn nữa dung hợp long viêm yêu kiêu ưng. Lúc này Nhiếp Ly lười biếng khuỷu oải khởi động một chút, hai trận trước giả ngu thật mệt, hiện tại đã là trận cuối, rốt cuộc không cần giả ngu nữa. Không thử thì làm sao biết, lúc trước liền thắng hai trận, nói không chừng trận thứ ba vận khí cũng giống như trước thì sao. Nhiếp Ly cười nhẹ bình tĩnh thản nhiên. Thẩm Khiếu ánh mắt thoáng lạnh, Nhiếp Ly người này quả nhiên có chút cổ quái, biết rõ hắn đã là hoàng kim cấp lại không hoảng, tay phải vừa động nghe theo Thẩm Minh nuốt hai viên yêu linh cường hóa đan. Lúc này khán đài rối loạn lên, ta nhìn lầm sao, Thẩm Khiếu lại nuốt yêu linh cường hóa đan. Một hoàng chương 88 truyền kỳ. Bất quá thần thánh thế gia cũng mặc kệ, tuy mất mặt nhưng kia lại là 3 ức yêu linh tệ. Lúc này khán đài đầy những lời nghị luận, thế này thì là dù vận khí nghịch thiên cũng không thể thắng được. Hoàng kim nhất tinh yêu linh sư lại lướt vào hai quả yêu linh cường hóa đan, Nhiếp Ly thua là 100%. Lúc này ngay cả đám người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân cũng đều không hy vọng vào Nhiếp Ly nữa, vì đối thủ lần này quá cường đại. Ta hai lần đặt cược cho thần thánh thế gia, lúc này cuối cùng cũng có thể thắng. Lúc trước thua hai lần thật oan, lần này nhất định phải thắng. Ta đặt cược cho Nhiếp Ly thắng, ta có cảm giác hắn vẫn có thể thắng. Tiểu tử này tuyệt đối cổ quái, hai lần trước ta thắng thì lần này thua vẫn còn lời chán. Trên võ trường, Thẩm Khiếu đã chuẩn bị tốt nhất, lực lượng thánh diễm cường đại hoành tạo phô thiên triển ra, rầm rầm rầm. Võ đấu trường bị lực lượng của thánh diễm oanh kích, từng đạo vết rách tựa như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán. Thẩm Khiếu từng bước một đi tới Nhiếp Ly. Giờ phút này Nhiếp Ly lại mỉm cười, dung hợp hổ nha hùng miêu. Nếu các ngươi xem thường thực lực của hổ nha hùng miêu của ta thì các ngươi sai 10 phần. Trọng lực khí tràng, Nhiếp Ly hừ mạnh một tiếng, chung quanh một đạo trọng lực khí tràng vô hình hình thành bao phủ Thẩm Khiếu. Thẩm Khiếu đột nhiên cảm giác được thân thể trọng bản thân đột nhiên bị gia tăng gấp mấy lần, đi một bước liền trở nên cực kỳ khó khăn, sắc mặt hơi đổi. Thực lực Nhiếp Ly quả nhiên không tầm thường, thì ra là chiến kỹ trọng lực hệ. Thẩm Khiếu thu hồi nội tâm kinh thị, vẻ mặt ngưng trọng. Oanh oanh oanh,
Thẩm Kiếu hai chân đem võ đấu trường đạp đến mức lõm vào. Cỗ uy thế khiến cho người ta khiếp sợ không thôi. Quả là mạnh, hoàng kim nhất tinh mà đã có thực lực đáng sợ như vậy. Bên khán đài phát ra từng trận kinh hô. Chỉ có Thẩm Khiếu ở bên trong trọng lực khí tràng mới biết chuyện gì. Hắn bỗng nhiên hiểu được Thẩm Linh vì sao lại thua. Hắn không dám khinh địch, nhanh chóng dung hợp long viêm kiêu ưng. Trên lưng mọc ra một đôi vũ rực, hướng lên không bay lên. Ngươi là kình địch cường đại nhất cùng lứa tuổi đối với ta, liếm thử long viêm phá đi. Thẩm Khiếu ngửa mặt hét, há mồm phun ra một đoạn hỏa diễm. Một cỗ trụ nóng rực hướng Nhiếp Ly bắn tới. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, Nhiếp Ly cảm giác được toàn thân giống như là bị thiêu đốt. Long viêm kiêu ưng có một phần long chủng, bên trong hỏa diễm có mang một ít long uy cường đại vô cùng. Xem thử long viêm của ngươi lợi hại hay quang ám nguyên khí bạo của ta lợi hại. Nhiếp Ly thả người, há mồm bắn ra hai đạo quang cầu, một đen một trắng. Hai đạo quang cầu ở không trung giao thác cho nhau, vẽ thành hai đạo quang ảnh. Oanh, hai đạo quang cầu, một đen một trắng phi vũ ra, va chạm với hỏa trụ. Tiếng nổ khủng bố vang lên. Hai cỗ lực lượng đổ tung, lực lượng khủng bố không ngừng tàn phá bừa bãi sân đấu. Đá vụn bay loạn, bụi bay mù mịt. Nhiếp Ly thả người lui về phía sau phạm vi bạo tặc, đứng vững vàng. Về phần Thẩm Khiếu, bị bạo tặc quét trúng, bay ngược ra ngoài mấy chục mét mới lảo đảo đứng vững. Khán đài yên tĩnh đến mức chết lặng. Sao thế này? Chẳng lẽ ta nhầm sao? Hai bên quyết đấu, Nhiếp Ly hoàn toàn chiếm thượng phong. Thẩm Khiếu là siêu tài của thần thánh thế gia, hoàng kim nhất tinh yêu linh sư, lại ăn hai quả yêu linh cường hóa đan, nhưng lại không phải đối thủ của Nhiếp Ly. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Trận tỷ thí này, Nhiếp Ly khí định thần lại, lại có bộ dáng thừa lực, cùng hai trận tỷ thí trước hoàn toàn bất đồng. Dương Hân nhìn bóng dáng Nhiếp Ly, trong mắt đầy sự sốt. Mới 13 tuổi, thực lực đã đủ cùng hoàng kim cấp đối kháng. Xem ra ta vẫn còn xem thường ngươi. Nhiếp Hải, Nhiếp Ân trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, cuối cùng mừng như điên. 13 tuổi thắng hoàng kim cấp yêu linh sư, ngay cả Diệp Mặc đại nhân năm đó cũng không có thiên phú kinh người như vậy. Hôm nay sau trận chiến này, Nhiếp Ly sẽ như sao chổi quật khởi, nhận được sự bảo hộ của thành chủ phủ. Sau này bất luận kẻ nào, bất cứ gia tộc nào muốn động đến Nhiếp Ly đều phải từ từ mà suy xét. Thiên phú như vậy nhất định sẽ trở thành đỉnh phong tồn tại của Quang Hy chi thành. Trải qua nhiều năm yên lặng như vậy, thời đại của thiên ngân thế gia cuối cùng cũng quật khởi. Lúc này, bên trên khán đài các gia tộc hiểu được hai trận trước Nhiếp Ly đã che giấu thực lực. Bọn họ cho rằng Nhiếp Ly thắng là do may mắn, nhưng sự thật tuyệt đối không phải như thế. Làm cho bọn hắn khiếp sợ là Nhiếp Ly thể hiện ra thiên phú cùng thực lực đáng sợ. 13 tuổi hoàng kim yêu linh sư, chẳng lẽ có một truyền kỳ yêu linh sư lại xuất hiện nữa sao? Nhiếp Ly, Nhiếp Ly, Nhiếp Ly. Toàn bộ khán đài đều sôi trào, tất cả mọi người hô quát, hưng phấn, cuồng hóng. Trong đó có rất nhiều người tâm tình phi thường phức tạp. Bọn họ bởi vì đặt cược Thẩm Khiếu, thế nhưng giờ này bọn họ vẫn vì Nhiếp Ly mà hoan hô. Quang Huy Chi Thành có thể tồn tại trong hắc ám thời đại này tương đối không dễ dàng. Mỗi lần yêu thú tập kích, Quang Huy Chi Thành đều dựa vào Diệp Mặc đại nhân đánh lùi yêu thú, Quang Huy Chi Thành mới có thể bảo toàn. Thế nhưng theo thời gian qua, Diệp Mặc đại nhân dần dần ra đi, các cư dân của Quang Huy Chi Thành đều có một loại cảm giác, nếu không có truyền kỳ yêu linh sư xuất hiện, như vậy Quang Huy Chi Thành sẽ có nguy cơ bị diệt. Tuy rằng Quang Huy Chi Thành có vài vị đạt tới đỉnh cao hắc kim yêu linh sư, thế nhưng tuyệt đại bộ phận hắc kim yêu linh sư đều đã vượt quá 40 tuổi, rất khó có cơ hội trùng kích truyền kỳ yêu linh sư. Tất cả mọi người hy vọng thiên tài xuất hiện, mà Nhiếp Ly lại là ngọn đèn trong đêm tối. 13 tuổi đã là hoàng kim yêu linh sư, niên kỷ này chính là thời kỳ hoàng kim đế, tu vị nhanh chóng tăng lên. Đến sau khi 30 tuổi, thiên phú tu luyện sẽ chậm rãi xuống dốc, tu vị sẽ dần khó tiến thêm. Nhiếp Ly tuổi trẻ như vậy đã có thành tựu kinh người,
Ai có thể nói trong tương lai Nhiếp Ly có thể đạt tới cấp độ gì? Nó không chừng so với Nhiệm Mặc đại nhân còn cường đại hơn. Thua tiền cũng không tính là gì, có thể nhìn thấy thiên tài xuất hiện như vậy, nhất định tâm tình sẽ kích động. Lúc này, Thẩm Minh suy sụp, ngã ngồi trên ghế, hai mắt vô thần thì thào. Đến tuột cùng là sao? Tại sao có thể như vậy? Vì sao Nhiếp Ly mới 13 tuổi đã là Hoàng Kim Yêu Linh Sư? Hắn không biết, Nhiếp Ly linh hồn lực chỉ là Bạch Ngân Nhị Tinh mà thôi. Sở dĩ có thể chống lại Hoàng Kim Yêu Linh Sư, thứ nhất là vì Nhiếp Ly vận dụng linh hồn lực đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Thứ hai là do Hổ Nha Hùng Miêu là yêu linh có tính phát triển thần cấp, bản thân có thực lực khủng bố, bất cứ ai xem nhẹ nó đều phải trả giá. Nếu Thẩm Khiếu thất bại thì hắn sẽ là tội nhân của thần thanh thế gia, kết cục đã định. Không, Thẩm Khiếu còn chưa thua. Thẩm Minh trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, nhìn chằm chằm vào võ đấu trường.